Dưa mama, lục mama, gặp hai người đúng lúc lắm. Tôi có làm bánh phục linh. Bánh phục linh này còn đẹp da hơn lần trước nữa. Hay là thử đi. Cũng được. Có ngon không? Ăn ngon lắm ạ. Đúng là đáng tiếc Trần mama ra đi nhanh như vậy. Sinh thời bà ta thích ăn bánh phục linh tôi làm nhất. Bình thường Trần mama chú trọng tẩm bổ lắm, coi trọng sức khỏe lắm. Không ngờ lại đoán mạng như vậy. Hèn chi tướng mạo của bà ta lại trẻ trung như vậy. Chứ sao nữa, bà ta thường lén lút uống bạch phụng hoàng lắm. Nếu không làm sao có làn da trắng mịn màng như vậy. Trời ơi, bạch phụng hoàng mắc lắm đó. Bà ta có nhiều tiền lắm hay sao? Trần mama quen biết rộng ở trong cung như vậy, bà ta muốn lấy những thứ này đương nhiên có cách. Mỗi lần Trần mama này bị bệnh đều do quan thái y chữa trị cho bà ta hay sao? Ngay cả sau khi Trần mama chết cũng do quan thái y kiểm tra cho bà ta. E rằng trùng hợp quá đi. Theo kiểm tra của hạ quan cho thấy, trên người nạn nhân không có vết thương rõ ràng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, rất có thể là tai nạn, còn không thì trúng gió chết ngay tại chỗ. Đỗ huynh. Nhâm huynh, tôi muốn hỏi huynh. Tôi muốn hỏi huynh, nếu mama và cung nữ trong cung bị bệnh, muốn nhờ thái y, có phải cũng giống như hậu phi trong cung cũng do một vị thái y chữa trị không? Đương nhiên là không rồi. Đa số đều tùy thuộc vào vị thái y nào đang trực ca, sẽ do vị thái y đó chữa trị. Nhâm huynh, huynh có biết hôm nay quan Bách Xuyên có vào cung trực ca hay không? Sao đúng lúc vậy? Lúc nãy tôi vừa mới gặp ông ta đi. Ông ta nói trong nhà có chuyện nên đã về trước rồi. Ông ta đi bao lâu rồi? Cách đây không bao lâu thôi. Ông ta còn đi chung với Phục y sĩ nữa. Hả? Quan Bách Xuyên và Phục Linh chết. Quan thái y à, nhà ông ở xa như vậy, bình thường tới thái y viện cũng cực thiệt đó. Nói thiệt, tôi cũng lần đầu tiên đi con đường này. Ông nói như vậy tức là sao? Tôi cũng muốn hỏi cô có ý gì. Cô đi khắp nơi thám thính chuyện của Trần mama, thật ra là có ý đồ gì? Không lẽ ông là người mà Trần mama nói sao? Tiện tỳ này đúng là không giữ lời, nói hết mọi chuyện cho cô nghe. À trời ơi, ông cũng đâu cần phải giết người diệt khẩu. Loại người như Trần mama, ông dùng tiền bịt miệng của bà ta là được rồi, cần gì phải giết bà ta? Tiện tỳ này lòng tham vô đấy, cho nên tôi mới dùng hạ sách này. Muốn trách thì trách bản thân bà ta. Ông không cần hung dữ như vậy, chúng ta đều là người trong nhà mà. Người trong nhà cái gì? Gió tây lồng lộng rít quanh nhà, hương nhụy lạnh lùng bướm ngại qua. Ông hiểu rồi chứ? Không biết cô đang nói gì nữa. Gió tây lồng lộng rít quanh nhà, hương nhụy lạnh lùng bướm ngại qua. Vậy mà ông cũng không hiểu hay sao? Hơi, sợ cô quá rồi. Chúng ta ra ngoài hành tẩu giang hồ, chẳng qua cũng vì tiền tài. Cô muốn bao nhiêu ngân lượng mới chịu im lặng? Cô nói đi. Bao nhiêu ngân lượng? Không phải tôi sợ cô, chẳng qua tôi không muốn mất đường tài bán lại dược liệu của thái y viện. Cô đừng giống như tiện tỳ đó lòng tham vô đấy. Bán lại dược liệu của thái y viện hả? À, ông giết Trần mama là vì bà ta biết chuyện ông bán lại dược liệu của thái y viện hả? Xem ra không cho cô nếm chút lợi hại, cô cũng không biết sợ là gì. Nè 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 nè, có gì tôi nói nha. Cẩn thận đó, lưỡi dao không có mắt đó nha. Quan Bách Xuyên. Ta lấy mạng của ngươi. Nè, Quỳnh la lớn tiếng làm gì chứ? Tôi nhẹ tay lắm mà. Về nhà chắc chắn lộ tẩy rồi, còn nói không muốn bắt hợp lo lắng.
bóp mạnh ta như vậy có phải cô cố tình không? Quỳnh không thể chịu đau như vậy. Lúc nãy đừng làm anh hùng cứu mỹ nhân xong tới đó. Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Biết trước tôi không thèm giúp cô rồi. Cô giỏi võ quá đi, mặc cho quan Bách Xuyên đó cầm dao đâm cô. Có phải Quỳnh cảm thấy tôi chỉ là hữu danh vô thực không? Nhưng mà vậy bây giờ có thể vạch trần tội lỗi của tên khốn đó, bắt hắn ra trừng trị, coi như huynh cũng có công lắm đó. Làm gì mà im lặng quá vậy? Cô đừng đứng sát quá có được không? Cái gì chứ? Huynh mắc cỡ sao? Huynh coi tôi là đàn ông vậy là được rồi. Rõ ràng cô là phụ nữ mà, sao coi cô là đàn ông được chứ? Vậy tôi không coi huynh là đàn ông vậy được rồi. Nhưng rõ ràng tôi là đàn ông mà. Ê, sao mắc quá. Nhà xí ở đâu vậy? Ở sau nhà đó. Mắc cỡ thì nói mắc cỡ đi. Linh Nhi à, sao con làm cho Đỗ đại phu xả thân cứu con vậy? Mẹ à, mẹ đừng nhầm lẫn điểm chính mới được chứ. Đáng lý mẹ phải hỏi là tại sao Đỗ đại phu chịu xả thân cứu Linh Nhi thì đúng hơn. Là con cứu huynh ấy, không phải huynh ấy cứu con. Tiểu thư à, cô võ võ như vậy cứu người không có gì lạ. Nhưng Đỗ đại phu tướng mạo nho nhã lại chân yếu tay mềm, cậu ta chịu xả thân cứu giúp hả? Vậy thì cao cả vô cùng mà. Có khi nào cậu ta còn tình cảm với lại thiếp thị hục này hay không? Cô à, thiếp thị hục gì chứ, đừng nói lung tung nữa mà. Con với Đỗ Trọng đó không có quan hệ gì hết. Hôm nay không, ngày mai không, sau này cũng không. Tất cả mọi người đừng nói lung tung, nhân ngôn khả úy đó. Con đừng nói thẳng ta như vậy. Thực ra cô không cần đợi xe với tôi. Không sao đâu, dù sao cũng là khách mà. Huynh lại bị đau cổ nữa, không tiện nhìn giáo giác đâu. À phải rồi, thật ra những gì lúc nãy cô tôi nói á chỉ là nói đùa thôi. Quỳnh không chấp nhất phải không? Khờ quá, lý nào lại ngại chứ, mới nghe đã biết là nói đùa rồi. Vậy cũng phải, thật ra họ cũng biết chúng ta là bạn bè bình thường mà. Bạn bình thường bộ không phải sao? Thật ra đâu phải là bạn bình thường, cùng lắm chỉ là đồng liêu ở Thái Y Viện thôi. Đồng liêu? À, có xe rồi. Cảm ơn cô lúc nãy đã xoa bóp cho tôi nha. Không cần khách sáo, dù sao cũng là đồng liêu với nhau. Lần sau tôi tính tiền đó nha. Nhất định. Tạm biệt. Tạm biệt, làm ơn Bắc Đại Môn. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.